Minh Triệu, đồng hồ hiệu. Hello anh em, lại là mình đây. Hôm nay mình có về trên tay một chiếc Omega. Đây là một chiếc nằm trong bộ tập là Seamaster Aquaterra. Sử dụng bộ thân vỏ toàn bộ bằng vàng khối. Đây là vàng yellow gold với đầy đủ những chuyện ký hiệu của vàng ở bên dưới, thì lát nữa mình sẽ show lên cho anh em xem. Ở trên này chúng ta với mặt đeo màu trắng được trải tia sunburst rất là đẹp. Đi kèm sẽ là bộ dây da cá sấu màu nâu, và với màu vàng kết hợp màu nâu này thực sự nó rất là hợp. Chúng ta sẽ có bộ kim cọc bên trong, chiếc này cũng được thiết kế bằng vàng khối luôn anh em ạ. Với những cọc số của chúng ta được thiết kế đánh phát các cạnh nhằm tăng khả năng hấp thụ ánh sáng. Tương ứng với những cọc số thì chúng ta sẽ có những cái dấu chấm dạ quang giúp anh em có thể xem giờ ban đêm một cách cực kỳ tiện lợi. Vị trí góc 12 giờ chúng ta sẽ có một cái logo Omega hình móng ngựa, dòng chữ Omega toàn bộ được thiết kế bằng vàng luôn. Bên dưới sẽ là dòng chữ Seamaster. Bên dưới góc 6 giờ chúng ta sẽ có Coaxial Chronometer. Chiếc này của chúng ta được nâng cấp từ bộ thoát đòn 7 lên thành bộ thoát đồng trục, và bộ thoát đó có tên là bộ thoát Coaxial. Với sự nâng cấp này thì sẽ giúp cho bộ máy của chúng ta hoạt động trơn tru, chính xác, mượt mà hơn rất là nhiều. Và chính vì vậy thì nó sẽ đạt chuẩn Chronometer. Chúng ta sẽ có độ chống nước của chiếc này là 150m trên 500 feet. Và với những cái sản phẩm thuộc dòng Seamaster thì nó có cái thế mạnh, đó chính là khả năng chống nước. Anh em ngoài đi mưa rửa tay chúng ta vẫn có thể đi bơi, đi tắm mà không ngâm vào nước. Vị trí góc 6 giờ chúng ta sẽ có Squidmate. Mặt kính sử dụng trên chiếc này thì sẽ là mặt kính Sapphire, sẽ giúp anh em tránh được vết xước. Bộ kim được tạo hình đẹp. Kim giờ, kim phút của chúng ta cũng được phủ xạ quang. Kim phút của chúng ta thì được thiết kế dạng mũi tên, và cái đích đến của chúng ta sẽ là những cọc số. Chúng ta sẽ có kim dây được vuốt dài, phần đầu kim chạm với các vạch auto rim và chia phút giúp anh em đo đếm thời gian một cách chính xác. Vị trí góc 3 giờ của chúng ta sẽ là một ô lịch ngày giúp anh em quan sát lịch một cách tiện lợi. Và với cái bộ thân vỏ và bộ bằng vàng khối này thì thực sự anh em trên tay nó không khác gì một món đồ trang sức. Chúng ta sẽ có phần lắc được thiết kế chuốt, tạo cho chúng ta sự khỏe khoắn nam tính. Vị trí góc 3 giờ chúng ta sẽ làm núm điều chỉnh thời gian với một cái logo của Omega. Toàn bộ núm cũng được thiết kế bằng vàng khối, và núm này của chúng ta được thiết kế núm skill down để tăng khả năng chống nước cho đồng hồ của chúng ta hơn rất là nhiều. Đi kèm sẽ là một sợi dây cá sấu với đầy đủ những đường vân cá sấu, đường kim mũi chỉ khâu rất là tỉ mỉ trau chuốt. Bây giờ chúng ta sẽ có một cái logo của Omega. Đi kèm sẽ là một cái bộ khóa của Omega, và đây là bộ khóa đã được anh khách của chúng ta nâng cấp lên rồi anh em nhé. Bộ khóa này chỉ là mạng PVD mà thôi. Mình sẽ cùng anh em trải nghiệm mặt sau ạ. Mặt sau sử dụng trên chiếc này thì là bộ máy Omega 2500. Bộ máy này được nâng lên từ máy ETA 2892A2, và với sự nâng cấp này chúng ta sẽ có số lượng chân kính được tăng lên từ 21 chân kính lên đến 27 chân kính. Tần số dao động được thay đổi từ 28.800 VPH thành 25.200, và chúng ta sẽ có cái thời lượng chữ cót cũng tăng lên đáng kể từ 42 giờ lên thành 48 giờ cót. Bộ máy của chúng ta thì được chuyện khác những cái vân thớ rất là đẹp. Chúng ta sẽ có phần viền máy là một số thông tin. Chúng ta sẽ có adjusted to fire, position and temperature. Anh em có thể hiểu là bộ máy của chúng ta được căn chỉnh ở 5 vị trí để đảm bảo khi mà ở những cái dao động lớn hay là những cái điều kiện có khí hậu khắc nghiệt ạ, những cái môi trường thay đổi, thì đồng hồ chúng ta vẫn đảm bảo độ chính xác. Quả vang của chúng ta được tạo hình đẹp. Bên trên sẽ là dòng chữ Omega 2500 được chuyện khắc và đánh vân rất là đẹp. Ở vị trí góc 12 giờ chúng ta sẽ có một cái balance wheel, nơi được mệnh danh là trái tim của đồng hồ. Tại vị trí này thì chúng ta sẽ có một viên đá ruby này. Chúng ta sẽ có cái hệ thống vành tóc chuyển động rất là mượt mà lên hồi. Bên trong, sâu bên trong balance wheel anh em sẽ nhìn thấy những cái chuyện logo Omega này. Chuyện của mã máy. Bộ máy được hoàn thiện những cái vân thớ rất là đẹp. Thực sự là ngắm những cái bộ máy skeleton lộ máy ở phần sau này thì tạo cho chúng ta cảm giác là không bị nhàm chán. Mặt sau của chúng ta thì với đầy đủ những chuyện ký hiệu của vàng ở phần lắc tu lắc, như là chuyện đầu cho bách la, chuyện cân tiểu ly, chuyện AU750, và chúng ta sẽ có một cái số serie number được khắc ở phần càng. Mặt đáy chúng ta sẽ được thiết kế bằng những hình tròn. Lõm xuống đây sẽ là những vị trí để giúp cho những người thợ lau dầu chúng ta vặn cái nắp đáy ra để nhấc bộ máy bên trong lau dầu bảo dưỡng cho anh em. Chúng ta sẽ có một số thông tin được chữ khác ở mặt sau, như là dòng chữ Seamaster Aquaterra. Đây là bộ tập trên chiếc này. Chúng ta sẽ có Coaxial Equipment, đây là bộ thoát sử dụng trên chiếc này. Chúng ta sẽ có độ chống nước là 120m trên 500 feet. Độ chống nước khá là cao. Chúng ta sẽ có chuyện Omega. Và với chiếc Omega vàng khối, một phiên bản rất là hiếm, và chiếc này của chúng ta với cái size rất là lớn, size 42.5. Độ dày chiếc này loanh quanh khoảng độ tầm 10mm, và cái càng nó cũng khá là dài anh em ạ. Và với kích thước này thì sẽ phù hợp với anh em cổ tay to. Anh em cổ tay loanh quanh khoảng độ 17cm trở lên đeo sẽ rất là tuyệt vời. Và với một chiếc Omega vàng khối
và cái size lớn như thế này thì thực sự nó rất là hiếm, lại mang cho mình cỗ máy Omega 2500. Và sản phẩm này thì bên mình giao lưu lại với anh em mức giá cực kỳ tốt, mức giá thì 135 triệu mà thôi. Áp dụng cho anh em ấn đăng ký kênh cũng như theo dõi video này mới được hưởng mức giá này anh em nhé. Anh em ở Hà Nội có thể qua trực tiếp địa chỉ bên mình 217 Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội để lên tay thử sản phẩm. Nếu anh em ở xa thì bên mình có hỗ trợ ship COD, tức là anh em nhận hàng, kiểm tra hàng và thanh toán trực tiếp cho bên chuyển phát. Tuy nhiên thì với sản phẩm chính hãng, sản phẩm giá trị cao, anh em vui lòng cọc cho bên mình 10% bên mình cho hàng đi. Cảm ơn anh em đã theo dõi video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại anh em những video tiếp theo của chúng tôi. Vinh Triệu, đồng hồ hiệu